Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ngôi nhà siêu an toàn này liệu có thể chống lại mèo Angel không? Hôm nay, mèo Sammy và Kyron hai tụi mình đã quyết định xây ngôi nhà siêu an toàn để chống lại chúng mèo nguy hiểm này. Và để vào ngôi nhà của mình, mèo Angel phải vượt qua những cái bẫy mà mình xây ra. Theo bạn, liệu mèo Angel có thể vượt qua ngôi nhà siêu an toàn của mình không? Đừng quên xem hết video này nha. À, và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe và lượt phía dưới. Và các bạn cũng đừng quên lắc cái chuông bên cạnh, bởi vì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều á. Còn bây giờ, xây nhà an toàn chống lại mèo Angel thôi. Let's go. Rồi, ok, và xong. Mình đã làm xong món bánh bông lan siêu ngon, siêu gọi là ngọt cho bé mơ cute của mình nè. Bé mơ thích không? Chỉ biết em sẽ thích mà. À quên. Ok, hello, chào mọi người, mình là Sammy đây. Anh nha, và chào quay lại video của mình. Và chào quay trở lại với video Minecraft. Yeah. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này, các bạn cũng đừng quên cho Sammy nút đăng ký, nút like, nút bình luận phía dưới nha. Và các bạn có 5 giây để làm việc này. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you mọi người rất là nhiều luôn nè. Trời đất ơi, thôi chắc bé mưa cũng thèm lắm luôn nhờ. Bây giờ chị sẽ cho bé mưa ăn nha. Đúng là một ngày thật là bình yên quá đi. Rồi đợi chị xíu nha. Đây là chị đưa cho bé mưa nè. Rồi ok, bé mưa ăn đi nha. Đó. Ủa, sao mình nghe cái tiếng gì vậy? What the? Có gì gắp đâu, có gì gắp đâu nè Sim ơi. Từ từ, để cái thở ra. Ủa cái gì vậy cây? Ủa cái nhà mất rồi. Ủa cho mày có miếng táo hả? Để ăn miếng táo lấy sức cây. Nhầm. Trời ơi, ông cầu lao quá. Ủa cái nhà ở tôi em nội kia có chuyện gì mà gấp mà cay phá luôn cái nhà của Sim vậy? Hả? Trời ơi, có chuyện này gấp lắm nè Sim ơi. Cây sẽ nói đơn giản thôi nha. Cái chuyện này nó giống như là cái gì cứ là gấp luôn á. Cây nói nhẹ nhỏ nhẹ thôi là giờ Sim nghe không hả? Không biết nha, nhưng mà tùy. Nhưng mà cây sẽ nói ngắn gọn thôi. Cây là người không có thích nói nhiều nên cây ngắn ngắn gọn thôi, nên Sim nghe kỹ nha. Rồi chuẩn bị ra 1, 2, 3. Chuẩn bị tinh thần nha. Ok, 3, 2, 1. Hãy nhìn vào chiếc camera này đi. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, tự nhiên đưa tôi camera làm gì? Tôi coi thử coi. Tiếp nhìn vô camera này đi. Trời đất ơi, đây là vườn nhà siro mà không bị khùng hả? Có cái gì đâu. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa rõ ràng nó đó mà ta. Sim nhìn kỹ vô đi, coi chừng á là chuyện gì ăn á. Nhìn kỹ vô. Trời, nhìn kỹ từ đầu tới cuối không thấy một cái gì luôn. Ủa là gì vậy ông nội? Có đâu. Là đi. Ủa, ông bị tào lao hả? Tôi có thấy cái gì. Ủa trời, ủa trời. Ủa gì đây? Ôi. Trời ơi, chưa, chưa mấy chưa. Ủa, một con mèo màu trắng. Ủa mèo trắng có gì đâu. Trời đất, ủa, một trời đất ơi, Sim không thấy là nó là có hình dạng của con người á Sim. Ủa cái gì đây, một con mèo màu trắng, mắt thì màu đỏ. Ủa nó đã làm gì ở nhà Siro nè? Cái gì vậy? Hả? Ủa trời. Sim thấy nó đang ở quanh cái góc nhà của Siro nè. Rồi nó làm gì đây? Đó đúng rồi đó. Ủa trời, ủa nó đang dùng bom ở trong nhà Siro. Ủa cái gì vậy? Ủa nguy hiểm quá vậy. Ủa trời, có hươu nữa. Ủa cái gì vậy? Từ. Ủa. Ui, nguy hiểm quá Sim ơi, trời ơi. Trời ơi, nó đặt bom. Trời ơi, sao con để nó ác độc gì vậy trời. Nó làm nổ nhà Siro. Ủa, nó đột nhập nhà vào Siro mọi người ơi. Ủa cái gì vậy? Ê, con mèo cơ. Ủa, nó đang làm, ủa, nó đang làm gì vậy? Sim thấy nó đang mở rương. Nó đang đi khắp nhà của Siro. Từ, nó đang làm gì vậy? Để coi, nó làm gì đây, để coi. Ồ, nó lấy kim cương. Ồ là trời. Nó lấy kim cương. Trời ơi. Ghê vậy. Rồi nó làm gì nữa? Ui, nó đặt bom quanh nhà Siro nữa chứ. Ê con mèo kia. Ê con mèo kia. Ui trời. Ê Sim. Nó nhỏ thôi. Trời ơi, con mèo đừng nguy hiểm quá. Trời ơi, cái gì vậy? Ui, các bạn ơi, các bạn có thấy nhận gì mình thấy không? Mình thấy một con mèo màu trắng mặc cái áo màu hồng. Nó đột nhập vào nhà Siro. Nó còn ăn cắp cả kim cương nữa. Trời đáng sợ vậy. Ủa cay, cái con mèo này là gì mà sao nó ghê gớm dữ vậy? Trời đất ơi, cay cũng không biết con mèo này là gì nữa. Nhưng mà Sim biết không, hồi nãy nó cứ chạy, nó đuổi cay ngoài đây nè. Khó khăn lắm cay mới thoát khỏi nó đó. Cho nên là bây giờ nó mới quyết định là nó đi gọi là đập nhà của Siro á. Mà hình như cay nghe nói là cái con mèo này nó tên là gì, mèo gì Talking Angel gì á. Vậy con mèo Talking em gì Angel. Ủa tôi nhớ là Angel là thiên thần, mà sao con này nhìn không giống như thiên thần nữa. Khoan, không biết nữa. Có khi nào nó đột nhập vào nhà Siro, nó phá nhà Siro, chắc chắn sau này nó sẽ đột nhập vào nhà của tất cả thành viên Hero Team, nó sẽ phá hết tụi mình mọi người ơi. Giờ sao vậy? Trời ơi, trời đất ơi, để mình suy nghĩ thử coi. Cài có cách này. Mình làm vậy. Bây giờ nó gọi là quyết định vô làng Hero Team của mình để gọi là phá hủy làng đúng không? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ phá hủy làng trước nó. Ông tào lao à? Trời ơi, cái làng của mình mà. Trời ơi, ông nói
gì tào lao, tôi suy nghĩ coi. Đúng rồi Kai, xem biết rồi nè, bây giờ tụi mình sẽ xây nhà an toàn chống lại là cái con mèo gọi là Token Angel đấy. Wow. À, mình thách thức nó luôn đó, hiểu không? Và sau khi mình xây nhà an toàn xong, mình xây bẫy, và sau đấy mình sẽ nhốt con cái con mèo gọi là Token Angel ở trong cái nhà an toàn ấy luôn, được không? Được, trời ơi, với cái khả năng xây nhà ác quỷ của Kai thì con mèo này tuổi gì? Trời tào lao quá à. Mà trước khi gọi là mình đi xây cái nhà đấy, ông phải lo sửa nhà cho tôi trước nha. Trời, cái nhà mà có cái lỗ to chừng bảng luôn á trời. Đây cái thửa là cho nè, đó thửa này nè. Ông sửa cái gì vậy? Cái nhà tôi xanh lẹ sao ông nhét cục đất gọi là cục sình vô vậy? Trời ơi, tạm đi, thêm này tạm đi. Trời ơi, bữa sau cái thửa ra đây, cái đóng đinh lại cho nó chắc nè. Trời ơi, cái gì mà tào lao vậy trời. Rồi, ok các bạn ơi, hiện tại trong làng Hello Team đang gọi là gì ta, gặp một là con mèo gọi là Token Angel, cái con mèo quá nguy hiểm. Nên bây giờ mình với Kairo sẽ quyết định gọi là xây nhà an toàn để chống lại cái con mèo đó. Ok, bây giờ let's go mọi người. Đi đâu mà, đi xây nhà nè. Đi xây nhà, let's go, chống lại đó thôi. Em ở nhà ngoan ngoãn nha. Ok, thôi em ở nhà nha. Bây giờ tụi mình đi thôi mọi người. Để ông móc tôi đi luôn hả? Trời ơi, trời ơi. Ok mọi người, bây giờ chúng ta đã tới nơi để xây nhà an toàn chống lại mèo Token Angel rồi mọi người. Đó, thì hiện tại mình đã xây sẵn một cái khuôn rồi nè. Đó, để mình chống cái con mèo đấy chứ, con mèo nguy hiểm đấy. Đó, Kai, bây giờ xin phải chuẩn bị rất là nhiều cái bẫy nè, có thấy không? Đấy, đó. Ôi trời ơi, bẫy phèn. Trời ơi, bẫy phèn gì, cái này có thể chống lại cái con mèo đó luôn á. Ok, thì đầu tiên mình nghĩ bẫy đầu tiên mình sẽ là cho gì ta? À, bây giờ mình sẽ cho gọi là bẫy đầu tiên là bẫy bẫy gai mọi người. Đó, đây, bây giờ mình sẽ đặt có cái bẫy nào cho Kai không? Thì Kai có thể kiếm cái bẫy nào thích hợp. Kai, bây giờ xin nghĩ như này nè Kai. Bây giờ xin sẽ để một đống gai. Bây giờ Kai để cho xin một đống quặng. Kai sao Kai lại lấy hết bẫy của Sim vậy? Sim còn lấy bẫy của Sim đó. Kai dọn qua đây, Kai dọn qua trời đây. Đất qua đây ơi là trời. Trời. Ok thì đầu tiên cái bẫy đầu tiên của mình thì mình sẽ cho một đống gai luôn mọi người. Đấy. Kai, bây giờ Sim để gai này. Bây giờ Kai để Sim một đống quạt đi thì lúc mà cái con mèo nó chạy tới nó sẽ bật lùi lại, Kai hiểu không? Ông, đấy. Ông Kai sẽ tự xây bẫy riêng của mình. Ghê à? Ok, Kai xây bẫy ở ngoài luôn hả? Ok. Đúng để rồi, Kai xây bẫy riêng của mình luôn. Kai kéo dài ra để Kai xây bẫy riêng của mình nè. Ghê à? Ok được rồi. Sim nghĩ là Kai chỉ có gọi là ăn theo Sim hả? Rồi ghê vậy ta, Kai gãy và Kai có bẫy riêng của Kai luôn. Ghê giờ để coi gọi là gì ta, bạn Kai ra rồi là xây cái bẫy bro hơn tôi không? Trời ơi để coi. Ok, đầu tiên mình sẽ xây cho mình một cái bẫy gai đó để cho cái con mèo Angel không thể thoát được đó. Cái này chỉ cần đi chạm nhẹ một cái thôi là nhảy cà tưng liền á cả nhà đó. Cà tưng luôn á hả? Ghê quá ạ. Ghê chứ sao không? Đó, đây tôi xây nè. Nghe thấy sợ hả? Ghê quá. Sợ chứ, Kai mà vô đây là Kai thành gọi là gì ta? Kai run gì ta, thành rồi là gì ta, cái miếng dẻ luôn người toàn lỗ không? Đấy, ok được coi. Trời cái xây gì ta, mình không biết Kai xây cái bẫy gì nữa. Đây thắc mắc đúng không? Xin thấy gọi là hồi xưa giờ Kai chỉ tàn vô Kai phá rồi đúng không? Giờ xin thấy vô Kai xây xin kiểu bất ngờ. Hơi bất ngờ mọi người đó. Ok thì bây giờ mình sẽ cho một đống gai này mọi người. Đấy, một cái xây gì ta. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ xây cho mình gọi là quạt mọi người đó. Quạt này hơi bị sần nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ cho một đống quạt đây để lúc mà cái con mèo Angel nó đang đi tới đúng không, nó sẽ bị đẩy lùi lại. Trời ơi sợ liền. Đây, ghê mình sẽ cho các bạn. Ủa Sim ơi, giờ thay gì 27 giờ mình cầm đại bác ra mình bắn nó cũng được mà. Trời ơi tào lao mà vậy sao được. Trời ơi lỡ bắn bây giờ nó bị kháng lại sao, nên mình phải xây rất là nhiều bẫy để cho con mèo này coi mình sẽ kiếm cái điểm yếu của con mèo này đó, hiểu không? Đây trời ơi ghê. Đó các bạn thấy không, đó cái quạt này đó mình sẽ nếu mình chạy. Ủa Sim ơi, lava là bao nhiêu Sim? Kai quên mất. Lava là số 10 nha. Đó, nó mình chạy tới. Đó, mình sẽ bị đẩy lùi. Đấy, sợ chưa? À, sợ ấy, chưa? Gửi trời ơi, bẫy lava luôn. À, cái định cho con mèo nó bơi dưới lava luôn đúng không? Không, nó đâu có đơn giản vậy. Nó đâu có đơn giản vậy Sim. Ủa, cái Kai làm gì nữa? Bây giờ có lava Kai rồi. Kai sẽ cho tia laser vô. Trời ơi, ghê vậy, lava gọi là có laser luôn. Ghê, được đấy, được. Bây giờ Sim muốn coi, bây giờ Sim muốn nghe nó kêu VIP rồi không? Ủa, làm gì nữa? Bây giờ là Kai sẽ cho laser vô rồi đúng không? Sau đó là không phải là nó sẽ phải đi từng đường nó mò đâu, mà nó sẽ phải bắt cua để thoát khỏi cái laser đó. Ghê chưa? Trời đất ơi, sao nghe em đỉnh cao vậy, nghe cái này sợ đỉnh quá Kai ơi. Ok được rồi. Bây giờ bên này của mình thì mình sẽ để bẫy là bẫy gấu mọi người. Đó, bây giờ là có bẫy gai rồi, cho bẫy gấu mọi người. Nó sợ chơi luôn đó. Để coi cái gọi là bạn mèo Angel thoát khỏi bẫy gấu của mình như nào, để mình coi cái bẫy gấu này nó như thế nào. Mình cũng chưa biết cách hoạt động, bây giờ mình sẽ đi vô đúng không? Ủa mình không, à hình như cái này phải cài. Cài ơi, cài
test cho xem. À không, mình có thể lấy được con heo đúng không? Coi đường đó để mình coi thử cái bẫy gấu thì nó sẽ nhớ nào nha mọi người. Để mình coi coi. Heo. Chị định kêu cái test bẫy hả? À, trời ơi, con heo nó bị kẹp vô nè. Ôi chú 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 chú. Ồ, ui trời ơi. Ê, chị ơi, xin vừa mới xét hại một sinh mạng. Đó, cái này chị là con heo giả thôi, hiểu không? Xin test thử thôi, hiểu không? Ủa, đấy. Heo giả sao có tịch vậy? Cái con đưa cho cai thang rồi, để cai nướng thịt heo ăn rồi. Dơ dơ, đi xây bẫy đi. Đó, ok. Cái bẫy đầu tiên của mình là bẫy gai, bẫy thứ hai của mình là bẫy gấu mọi người. Đó, con mèo đi vô cái là mắc kẹt luôn mọi người, không có đi được luôn. Đó, sợ liền. Sợ quá. Đương nhiên, ôi, mà tính ra cái bẫy đầu tiên của Kai cũng hơi bị ghê nha mọi người đó, bẫy laser. Đó. Đúng rồi, không phải là laser bình thường đâu, laser VIP Go, laser còn phải bắt cua nữa. Ghê ta. Rồi, ok, đầu tiên mình sẽ cho một đúng gọi là bẫy gấu luôn. Đấy, trời ơi, chắc chắn con mèo kia sao mà thoát được khỏi được cái bẫy gọi là siêu VIP Go của mình. Đây, rồi, bẫy gấu của tôi. Ta 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 ta. Đó, mới vừa qua cổng thôi nhìn là thấy khó nè. Bẫy gai, bẫy gấu, bây giờ có bẫy gấu rồi, bây giờ mình sẽ cho gì ta? Gai gấu rồi thì có gì ta? À, mình biết rồi, mình coi coi. Bây giờ gai gấu. Hồi nãy mình vừa suy nghĩ ra một cái bẫy thì mình quên mất tiêu rồi, là bẫy gì ta? Chết rồi. Gai, bẫy gấu, thêm một cái bẫy nữa. À, tự nhiên mình cái não mình nó bị ngừng lại mọi người. Ủa chết rồi. Não mình lát không kịp. Ok, bây giờ mình sẽ cho thêm một cái quạt nữa. Đó, cho hai quạt luôn mọi người. Đó, cho nó xịn mọi người. Để mình nhớ lại, để lúc nào mình nhớ lại mình sẽ nói với bạn nghe cho mình quên mất tiêu rồi. Chờ tự nhiên đang chạy thì nhưng bị rớt cái não mọi người. Kỳ ghê. Thì đã rớt não luôn. Sim chơi sao rớt não luôn. Trời ơi, mình chơi mình rớt não luôn. Rồi bây giờ gai gấu để coi coi còn cái bẫy gì nữa. Ủa là bẫy gì ta? Trời ơi, não ơi hoạt động đi não ơi. Trời ơi. Não ơi, hoạt động đi não. Não. Đúng rồi, não siêu. À đây rồi, bẫy lồng. Ok, mình nhớ rồi. Đây là cái bẫy lồng nha mọi người. Nếu mà các bạn bước vào đây một cái thì các bạn sẽ bị gọi là giăng lại liền. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, có heo. Có heo. Ồ, có heo nó không bị mọi người. Cái này phải để người thật cơ. Trời đất ơi. Ôi xin lỗi bạn heo nha. Trời ơi, bạn heo bị mắc kẹt cho cái bẫy gấu rồi. Ui, bạn heo không bị giết trơn mà trời. Heo ơi, xin lỗi bạn nha. Trời đất ơi. Bạn heo cứ bị mình đem ra test không mà tội nghiệp quá à. Trời đất ơi. Ồ là trời. Bạn heo á, bạn heo. Rồi ok, không, cái này mình sẽ cho các bạn xem được. Đây. Cái đăng. Cái test cái bẫy này cho mấy bạn fan xem này. Cay. Ủa em kể là cay. Cay hả? Ở đây nè, ngoài này. Đây. Bây giờ cái bước vô chỗ này để cho để xem khoe với bạn fan được rồi. Đó, tức là cái bẫy lồng nó sẽ gọi là hoạt động như vậy mọi người. Đó, ok rồi cay giờ. A hu. Cái gì vậy? Rồi bây giờ cay giờ giúp xem nha. Trời đất. Khủng quá à. Rồi thì đây là cái bẫy gọi là bẫy lồng nha mọi người. Đó, đi vào một cái là xác định là gì ta, vào trong lồng ngay lập tức luôn. Đấy. Quá là nguy hiểm. Xin nhìn cái bẫy của cay nè, xin nhìn bẫy cay nè. Ồ, trời đất ơi. Cay vừa đi laser mà còn cả bắt cua nữa. Trời ơi, đỉnh quá. Hồi xưa giờ chim chỉ thấy là cay gọi là hồi xưa chim chỉ thấy gọi là laser, người ta chỉ gọi là cố gắng lùn lách thôi đúng không? Nhưng mà ở đây vừa phải cố gắng lùn lách, vừa phải bắt cua nữa nè. Nhìn nè, cái test mẫu giùm coi nè. Đây, sẽ phải nhảy qua đây. Đó, đỉnh chưa? Trời ơi, ghê à. Trời ơi, với cái bẫy mà siêu đỉnh của gọi là mình với cay, sao con mèo nó chịu nổi. Trời ơi, mình nghĩ con mèo gọi là gì ta, nhảy qua chỗ cay là con mèo nó không nhảy tiếp được rồi. Trời, tôi tin chắc là vậy luôn cả nhà. Rồi. Trời ơi, chị thấy không? Cay bảo rồi, cay đâu phải là gọi là không biết xe bẫy đâu, cay cũng biết xe bẫy chứ bộ. Nghe ta, trời ơi, cái đó của mình giỏi quá à. Ok, lát nữa xin thì cho cay 10 bậc kẹo. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ xây cái lồng của y ta. Cái bẫy lồng đấy. Rồi. Trời ơi, ta nói nhìn cái bẫy của mình làm sao mà con mèo nó chịu nổi chứ, đúng không cả nhà? Rồi, đây. Bây giờ mình sẽ xây thêm một cái step nữa là xong. À là một step người ta gọi là gì ta, tiếng Anh mình không biết giải thích sao nữa. Một miếng nữa đi. Đó, ok. Bẫy gai, bẫy gấu và bẫy lồng. Trời ơi, làm sao trời mà ơi là trời. Sao nó có thể bẫy rồi? Bẫy này xong thì cây thấy cây ác quá xìm thề luôn á. Rồi, ok. Thì mình đã xong cái màn đầu tiên rồi. Có vẻ như là Kai sẽ xây cái chỗ này khá là lâu nên mình sẽ xuống cái chỗ này. Đấy. Và tiếp theo, cái bẫy tiếp theo của mình đó chính là gì ta? Hổ, gọi là gì ta? Hổ laser. Đấy. Trời ơi, nghe là thấy chất liền. Tức là sao? Muốn nhảy xuống đây phải vượt qua một đống laser của mình nữa. Đấy, ok. Rồi mình cho các bạn coi nha. Đây, mình sẽ đặt laser khắp nơi luôn. Đó. Nói chung là nhảy xuống cái hố này là hố tử thần laser luôn mọi người. Đó. Ok.
cà lấy xin thông minh không? À, trời ơi. Thông minh á. Xin nè. Đúng là xin mày thông minh nhất luôn. Được nha em, trời ơi, xin một cái thông minh chứ. Đấy, đó, trời ơi, nhảy xuống đây là có cái biển mạnh là miếng thịt bò. Ê, Sim, luôn rồi. Ê, Sim, nghĩ cái này hay lắm rồi, Sim. Cái con này là con Token Angel, là con mèo đúng không? Đúng rồi, con mèo. Sao vậy? Cái bẫy cuối cùng, Kai đang định suy nghĩ là bây giờ mình sẽ gọi là Kai sẽ hóa thân thành con mèo nam để Kai dùng nam, Mỹ Nam Kế. Trời ơi, trời ơi, à. Ủa lỡ mèo kia thích Kai thật sao? Rồi còn Sim sao? Alo. Trời ơi, lỡ nó cua Kai sao rồi? À, rồi còn tôi ai cua tôi nữa? Trời ơi, buồn quá à. Đấy, à Kai sẽ biết rồi, bây giờ màn cuối mình sẽ cho là như ta một con sói khổng lồ. Đó, chắc chắn là mèo phải sợ như ta sợ mấy con sói đúng không? Đấy, nó. Mèo là thường sẽ sợ cuốn hơn, nên là bây giờ xin cho bé Mưa đi. Kai nói thiệt luôn, xin cho bé Mưa, cái bé Mưa đánh luôn. À, là bé Mưa, như bé Mưa bị thương sao không được thì không thể để bé Mưa gọi là như ta gặp nguy hiểm được. Đấy, đó. Nên xin bóng nhảy xuống đây cái tôi nói thiệt luôn, không biết sống nổi không trời. Đúng rồi, nhảy xuống đây cái là thành gọi là gì ta, thành hộp thành vua của mọi người đó. Theo quay luôn. Đấy, ok được rồi. Ủa, cây xây trên kia xong chưa? Chưa, cây đi xây tiếp đây, tạm biệt. Trời ơi, không rồi, cây qua đây không kìa mà. Không chịu xây, ngồi gì ta, ngồi nghe tôi kể chuyện mọi người. Trời, không chuyện dễ sợ luôn. Rồi, đó các bạn thấy chưa? Cái hố của mình nhìn như thế này sao mà nhảy xuống được. Trời, mình mà nhảy xuống mình còn cái biến thành 500 mạnh hú gì là con mèo đúng không mọi người. Đấy, ok. Đó, và chúng ta sẽ tiếp tục xây cái hố tử thần laser của mình. Đấy, ok. Bam 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 bam. Trời, tự nhiên thấy làm cái này vui quá mọi người. Trời, tự nhiên thấy không biết cái mình làm việc tốt hay việc ác nữa. Mà khoan, mình đang tiêu diệt kẻ xấu, tức là mình đang làm việc tốt mà đúng mọi người. Đấy, và xong rồi, hố tử thần đấy, hố tử thần laser. Ok, mình sẽ kêu bé heo ra test thêm một lần nữa. Trời ơi. Trời ơi, quá đáng quá. Xin lỗi bé heo. Xuống đi. À, xuống đi. Quá, đâu, chết rồi, nó đứng trên cái bục laser. Xin lỗi bé heo. À. À, trời ơi, em ấy xuống một cái mới chỉ còn một miếng thịt thôi mọi người. Ô là trời. Xin lỗi bé heo nha. Ô trời ơi, Kai ơi, nhảy xuống tay một cái là toàn thịt thôi chứ không còn gọi là sống sót được luôn á. Ghê quá, ghê quá. Rồi, ok, mình sẽ cho thật là nhiều hơn nữa. Hơi ác xíu nhưng mà thôi, mình tiêu diệt quái vật mà mình phải ác chứ. Rồi, đấy, xong cái hố tự thần laser của mình. Và tiếp theo mình nghĩ mình sẽ bên cái màn này mình sẽ cho gì ta? Bây giờ mình sẽ cho bây giờ có laser rồi, mình sẽ cho nước axit. Trời ơi, làm sao? Đúng rồi, trời ơi. Con mèo Token Angel đó nó sẽ tưởng nó là xịtin, sao nó vô uống luôn. Cái gì vậy? Nó tưởng là nước thôi, gì mà xịtin, tào lao quá à. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái nước nước axit này đó. Nếu bạn nào không biết cái nước axit này nó là cái gì thì đây mình sẽ ví dụ cho bạn coi nha. Đây, thì đây là một cái nước nhìn rất là bình thường, nhưng đây. Xin lỗi heo. Đó, con heo đang bị chết trong cái nước axit này các bạn thấy không? Ờ, đó, trời ơi, còn miếng thịt luôn. Đấy, con mèo làm sao nghĩ đây là cái gì nước axit được đúng không? Đấy, đấy, trời ơi, làm sao mà chịu nổi. Đó, tan 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 tan. Đấy, trời, một đống nước luôn á nha. Trời ơi, cảm giác ác dễ sợ luôn mấy mọi người ơi. Rồi, đó, đây là nước axit nha. Đó, để coi con mèo này có vượt được không. Đấy, ok, được rồi. Đây là cái nước axit. À, được rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa, đó chính là cát đi chậm. Đó, gọi là thường thường là mấy bạn hay gọi nó là cát linh hồn các mọi người. Đó. Đấy, thì chỉ cần đặt thêm cái cát này nữa là đi cực kỳ chậm luôn á mọi người. Đó, đi cực kỳ chậm luôn. Rồi, đấy. Trời, combo vừa axit vừa đi chậm sao chịu nổi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho 88. Ta ta ta. Đó các bạn nhìn này. Wow, đi cực kỳ chậm luôn á. Đấy, thấy chưa? Để mình kiểm tra coi cái lo xây ngang nào này. Để coi coi. Cái ơi, cái xây ngang nào đây. Cái xây sắp xong rồi. Trời ơi. Nhìn nó cực khổ vậy ta. Cái sẽ nghĩ chắc cái không cần phải xây thêm cái chỗ bắt cua để cho con mèo đó nó tự vận động đi cái đó. Mà xin nhìn nhớ này là con mèo nó không vượt qua nổi đâu. Sao cái xây gì mà trời ơi, làm sao quay nổi, làm sao vượt qua nổi. Đúng rồi, nhìn vậy là xin nhìn là xin không vượt qua nổi á. Trời, gặp mình là mình chịu thua rồi á. Đấy, rồi tiếp theo cái chỗ này thì cái chỗ này cực kỳ rộng luôn á mọi người. Trời, nó đúng rộng luôn á. Wow, ok. Thì theo mình nghĩ cái chỗ rộng như thế này thì mình sẽ làm gì ta? Để mình suy nghĩ coi. Cái chỗ này rộng lắm luôn á. Để mình coi coi. À, được rồi. Cái
ai bây giờ chỗ này rộng quá à, sao không biết làm gì hết trơn á, vậy làm gì ta? Đâu, chỗ nào đâu? Chỗ rộng, à được rồi, mình sẽ cho gọi là bước nhảy gì ta. Bước nhảy lửa mọi người. Đó, bơm vô luôn Sim ơi, Sim nhớ cái cục bơm mà trước mình đi vừa gộp không? À, cái bom đấy à, ồ, hợp lý, được rồi, bây giờ mình sẽ làm cái bom đấy nha mọi người. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Thì trước hết thì mình phải thay đổi tất cả cái lắp này thành backdrop đã mọi người. Không là gì đó, cái chỗ để banh trình bánh mọi người. Đó, backdrop là số 7 đúng không? Đây, đó, bây giờ mình phải thay đổi chỗ này thành full backdrop mọi người. Đó, không là cái chỗ hay là cái nhà an toàn mà nó sẽ nổ cái bùm luôn mọi người, không có được. Đấy, ok, đó, mình sẽ thay đổi hết tất cả các lắp sắt này thành bedrock. Đấy, để mình test cho các bạn coi thử nha. Nó đáng sợ lắm. Lần trước mình mới cai vượt ngục và mình mới cai gọi là sốc ấp luôn mọi người. Trời ơi, đi xíu là bay lên trời luôn. Ghê lắm mọi người, ghê lắm luôn á. Nó chịu không có nổi luôn á. Đây, ok, đầu tiên mình sẽ cho cái khối này đúng không? Và tiếp theo mình sẽ cho một quả bom. Đây, cho các bạn xem. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy bom trắng cho mấy bạn dễ nhìn nha. Đây thì là cái bom bình thường đúng không? Nhưng mà lúc các bạn đạp vô nha. Đây. Ui, đó, trời. Quá, nó đổ lên trời luôn. Oh my god. À, trời. Cái bom này nó mạnh quá mọi người. Chết rồi, nó đổ cái nổ nha. Sim đang tự gọi là đạp vô cái bom của mình sao? Trời ơi, Sim tự làm nổ cái gì ta? Nổ cái nhà an toàn của mình luôn. Ê, coi chừng ở nhà, tí nữa nó tới á. Nó tới dạ. Là mình làm không kịp luôn á. Rồi, yên tâm. Trời, tui gì ta. Rồi, ok, 7 cây là xong rồi nè, đấy. Tui dại khờ á, mọi người, mình dại khờ á. Mình sẽ không khờ. Cái 7 này mà nó còn qua được nữa là thôi lạy luôn á. Ok, đây, bây giờ mình sẽ đổi lại cho mọi người, mình dại khờ quá. Bây giờ mình sẽ dùng cái bom hạt này. Đó, đây, cái bom hạt này nó sẽ như này. Đây. Đó, thì đó là ví dụ á, mọi người, đó là ví dụ nha. Ủa, sao em phải xuống chơi gì đó? Đây, thì bây giờ mình cay bay lên trời đi cay để Sim đặt quả bom này. Đây, đầu tiên mình sẽ đặt một cái đây để mình coi cái này tên gì coi. Đây, Sim đưa cay đi, cay đặt hộ cho. Không, cái này Sim sẽ làm một lần duy nhất thôi. Cái này là Security Grab My. Ok. Cái này mình phải nhớ tiếng Anh đó mọi người. Đây. Security đúng không? Security Grab My. Ok, Security Grab My. Trời ơi, tiếng Anh, tiếng đồ nó khổ lắm. Ok. Set Security Security Grab 2.my Mic. Nope. Đúng không? Security. À đúng rồi. Yes, ok. Hey, cái này. Và cái này. Ok, security grab. Nope. Ủa, không đúng hả? À, thiếu chữ E. Trời ơi. Trời ơi. Đây, ta-da. Kiểu này làm sao mà qua được. Trời ơi, cái này mà chạm một cái thôi là bay tưng tưng luôn cả nhà. Đó, cái này rất là nguy hiểm luôn. Nên mình phải cay, phải né chỗ này. Ok, đây, cay. Đây, các bạn là suy nghĩ xem sẽ đặt chùm cuối ở đây cây ạ. Đấy, ok. Chùm cuối thì mình sẽ cho một bé cún. À là một bé không, một bé sói. Đó, bởi vì sao? Ủa, Sim ơi, còn cái phòng này là gì Sim? Phòng bên đây là gì vậy? Phòng này là phòng cuối cùng. Đây, bây giờ Sim suy nghĩ như này. Cay. Bây giờ cay. Đây, bây giờ mình với cay sẽ chơi chiêu độc ác luôn. Đó, cái này lại để nhốt cái con mà nhào kia luôn. Đây, hợp lý. Vô trong đây là nó sẽ, đây, cay hãy tạo Sim đây một cái lỗ thật là gì ta. Một cái khối vuông đi. Đó, đây. Để cay, thấy chưa? Đó. Đây, ok. Đấy. Và sau đấy cay giúp Sim. Cay biết gọi là đặt cái TNT dưới này không? Đó, TNT dưới này và ở trên là cát. Sau đấy cay đặt cho Sim thật là nhiều nút. Đấy, lúc mà cái con mèo nó đạp vô đây một cái, nó sẽ rơi xuống cái bùm. Đấy, ok. Trời ơi, tính là mình xây cái bẫy này mình thấy ác quá bạn ơi. Hợp lý không? Đấy, đó. Bây giờ cay cho Sim coi thế nào là TNT nè. Đâu, khoa không, chị làm ác. Nếu cay làm vậy nó sẽ đổ hết tòa nhà mà luôn. Xóa thật. Tức là cay chỉ để cái lớp ở trên này thôi. Lúc mà cái TNT rơi xuống, nó sẽ rơi xuống đây, nó sẽ nổ cái bùm. Đấy, hiểu không? Đúng cả. Rồi, ok, cay xem cái này đi. Còn mình sẽ tạo cho gọi là chỗ này là một bé sói. Đó, ok, bây giờ mình sẽ kiếm con sói nha. Where up. Đây, bây giờ mình sẽ kiếm một bé sói cực kỳ hung dữ nha mọi người. Mèo chắc chắn phải sợ sói rồi chứ sao nữa, đúng không? Đấy, ok, để coi. Con... Có cái tướng mèo của chó.
Trời không, mẹ sợ sói với sợ cún, lấy mấy con cún to to á. Đấy, ok. Werewolf. Ôi, gấu tuyết này mọi người. Mọi người chắc. Đây, trời ơi, nhìn sợ liền mọi người. Đó, mình sẽ chỉnh nó gọi là siêu to, rồi mình sẽ chỉnh nó size 15. Đó, trời ơi, cái cứ nhìn con sói của Sim này cay, thấy không? Trời ơi, ui, nó... kinh dị quá, trời ơi. Trời nó bự. Ok, mình sẽ chỉnh nó gọi là 3, chị ta 300 máu. Đấy, trời ơi, con mèo mà mình nghĩ chắc con mèo nó không có đánh được cái con này đâu. Trời ơi, sao mà đánh nổi. Đây, mình sẽ chỉnh cái này là giật dữ. Đấy, ok, mình sẽ chỉnh coi nó có tấn công mình không nha. Đây, để mình coi thử coi. Hey. Ôi, nó tát mình, à, trời nó tát mình ghê quá. Đấy. Ê, Sim ơi, Sim đừng đi vô cái chỗ này nha. Cái này là cây đang để cái tấm ván luôn á. À, ok, bây giờ con mèo nó chạy vô đây một cái nó sẽ rất cái ọt chứ. Đó, tí là bậy của tụi mình đã thành công. Rồi, ok, bây giờ cây với Sim phải lấy được hết sức cẩn thận. Đây, đầu tiên thì mình sẽ cho một cái cửa nha mọi người. Đó, để mình cho một cái cửa để che lại. Không là cái con mèo nó biết cái ý đồ của tụi mình đó mọi người. Đây, bùm. Đó, che lại hết. Rồi, ok. Đây, và thế là xong. Để mình coi tổng thể lại tất cả các bạn của tụi mình nha. Ok, mình sẽ game mất 3 cho mọi người xem rõ nha. Ok, rồi tổng thể là nè. Ok, đầu tiên, cái bẫy của Kai. Đó chính là bẫy laser lava. Đó, laser lava. Đấy, thì để cái bẫy đầu tiên là laser lava. Thứ hai là gai. Thứ ba là bẫy gấu. Thứ tư là gì ta, bẫy lồng. Đó, và thứ năm là hố tử thần laser. Đấy, trời ơi, sợ liền. Và tiếp theo là nước acid. Đấy, và tiếp theo đó chính là bẫy bom. Giờ cái này là tôi sợ nhất luôn á mọi người. Đó, và tiếp theo ngừng xem cuối là con sói siêu bự này. Và cái cuối cùng đó chính là bẫy TNT. Đấy, để coi con mèo nó sẽ làm quá. Sao gì ta có thể vượt qua những gọi là gì ta cái bẫy siêu an toàn của mình với Kairon nha mọi người. Còn bây giờ hãy chờ đợi cái con mèo Token Angel này tới nha mọi người. Let's go. Ok mọi người, bây giờ thay tụi mình đã xong bẫy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái con mèo Token Angel tới chỗ này. Đây, coi cái xem coi chung camera này. Coi, để coi thử coi. Được, nào để coi. Con mèo chưa tới hả? Ủa gì kìa? Trời ơi, nó tới rồi cây. Ủa sao nó đi ngang quá vậy? Rồi. Trời nó tới mà cây nó chạy toàn tiện luôn Sim ơi. Ủa gì vậy? Đụng mèo đâu? Hay nó sợ rồi cây. Ủa? Nó đi ngược luôn cây. Rồi, để coi làm gì. Rồi, xin mời mèo. Trời ơi, nhìn phát là sợ đúng không? Ôi, nó sợ đúng cây. Yên tâm đi Sim ơi, nó không có qua được cái bẫy của cây đâu. Trời ơi, qua được một hai bậc thôi. Trời ơi. Ủa, nó qua được nè. Ủa ghê vậy. Ghê. Trời, cái bẫy của mình vip vậy mà. Ủa, cầm gì Sim? Ê, Sim nhìn nó cầm gì vậy? Ủa gì vậy? Táo vàng enchant. Ủa gì vậy? Ê con mèo kìa. Ủa tự nhiên chơi ăn táo vàng là sao vậy? Trời ơi, chơi ăn táo vàng chơi dơ rồi ơi. Cái gì vậy? Ủa ăn táo vàng rồi sao nữa? Ủa trời. Ủa nó nhảy kìa. Ủa nó nhảy kìa. Ủa trời. Ủa cái gì vậy? Ủa ok. Nó bơi trong lava luôn kìa cái. Heo. Rồi xong luôn rồi Sim ơi. Bây giờ nó ăn táo vàng vô cái nó mạnh quá à. Chơi cái gì vậy? Ủa nó kìa. Ủa nó nhìn ở nó đang nhìn camera nó kêu cái sao? Khoan. Trời nó nhảy qua laser luôn kìa cay, có thấy không? Trời ơi. Bị gì luôn, trời ơi. Cái gì á trời, chết tôi rồi. Chết rồi, ăn táo vàng không sao, không sao cay. Mình còn mấy cái bẫy còn lại. Đây để coi. Không sao đâu Sim ơi, nó qua được một bẫy thôi, nó không qua được đâu. Đây để coi, còn cái bẫy gai. Ủa chết cái cam này không có thấy. À đây, rồi. Ấy làm sao qua được phải không? Trời ơi, có thấy không? Đó. Trời ơi, sợ. Đây. Ôi da. Ủa, nó qua được, nó qua được. Ê, nó qua được. Gió đang nổi đó rồi. Ủa sao nó chưa chết nữa nè. Nên đi. Cái gì vậy? Ủa cái gai mình mạnh lắm mà ta. Trời, cái nó đang chọc quê mình đó ta. Nó đi cả. Trời ơi. Trời ơi. Múa hả mày? Trời ơi, múa hả? Rồi con mèo đi là từ đầu nè. Rồi làm gì cưng? Rồi rén rồi đúng không? Trời ơi, rén. Trời ơi. Ủa, cái cây bây giờ nó bơi qua luôn cây. Giờ nó bơi qua. Ủa gì ghê vậy? Trời ơi, cái gì mà ghê dữ vậy? Trời ơi, các bạn ơi, bây giờ nó bơi qua luôn rồi các bạn ơi. Trời nó bơi qua luôn nha. Trời nó đang bơi sải mọi người, nó đang bơi sải luôn á cả nhà. Ê, cái không ngờ là con mèo này có táo vàng luôn á. Cái này mình chưa nghĩ tới luôn á Sim ơi. Chưa nghĩ tới luôn. Rồi nó làm gì đây? Thôi, đảm bảo nó không qua được đâu cay. Trời, nó ăn táo vàng tiếp kìa. Trời, quỷ thằng ơi. Trời, cái
cay nó đi qua cái ọt luôn á cay. Con này nó chơi lách à. Rồi cái bậy gấu xem này, cái bậy này nó ghê lắm cay, đi vô cái là đứng luôn. Vô đi. Ủa? 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 Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, nó đi qua cái vọt luôn mọi người. Trời ơi, con mẹ rồi, nó đang nhảy ba lê cái. Rồi, tay an tâm cái bẫy này. Đây là bẫy lồng. Đó, đi vô cái là bị nhốt này. Đấy, đi vô đi con. Nhốt lại, vô đi. Trời, thấy chưa? Trời, nhốt thì làm sao thoát ra được? Làm sao thoát ra được? Nó đang khóc kìa cay, thấy chưa? Nó đang khóc nè mọi người. Đấy. Rồi là bằng thịt nó luôn. Ủa. Ủa cay hơn, như nó đang dùng cái cúp đúng không? Ủa. Ủa sao mà để nó thủ sẵn đồ luôn vậy? Ôi, trời, nó đập kìa mọi người. À. Trời ơi, bây giờ khóa tới đâu là nó đập tới đó luôn trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Chết tôi không sao cay. Trời, nó đang cười khúc khích rồi. Trời ơi, con mèo. Nó cười ghê. Chết rồi, không sao. Qua cam tiếp. Rồi nó làm gì nữa? Rồi đây, cay yên tâm. Đây, cái bẫy này bây giờ. Cái bẫy này nó chết rồi, nó ảo rồi. Thời, luôn. Rồi, nó. Rồi cưng muốn sao cưng? Rồi nhảy xuống đi cưng. Sao, muốn sao cưng? Nhảy, nhảy cái này nhảy không chết. Tua luôn. Nhảy xuống đi. Đó. Chết. Trời. Ê, cái này mà không nghĩ tới luôn mọi người. Ui trời. Ui. Ui ơi. Ui, nó trượt. Nó trượt xuống kìa. Ui. Nó trượt xuống. Ủa cái gì vậy? Từ. Ôi, nó trượt xuống rồi cay. Trời, quỷ thằng ơi. Rồi, còn cái nước. Đây, bây giờ nó cay, nó cười này. Kìa, rồi. Nước nó acid. Nó cái acid này chắc chắn nó phải bị tổn thương. Đúng rồi. Rồi, làm gì cưng? Ủa? Ủa cay. Ủa sao Sim có chắc? Ủa, Sim ơi, Sim có chắc đây là nước acid không hay là nước lọc? Nước acid. Trời ơi, nó tắm như nước lọc vậy mọi người. Trời ơi. Trời ơi. Sao cái thấy nó giống như là nó đang hưởng thụ lắm luôn hay sao Sim ơi? Trời ơi, nó tắm kìa mọi người. Trời, cái nước acid mà nó làm như nước... Sim ơi, nó gần tới chỗ mình rồi. Sim ơi, nó gần tới chỗ mình rồi. Biết rồi. Trời ơi, nó làm như suối nước nóng vậy là nó đang nghỉ dưỡng mọi người. Trời ok, đây rồi. Đây. Rồi con... Ui, nó chết cái đụng vào, rồi. Cái đụng vào. Ê, con mèo kia rồi. Mình muốn qua đây không? Qua đây. Thắt như con. Mẹ đang cười khích bỉ không hả? Mẹ đang cười khích bỉ không hả? Rồi. Tới ơi, tới giờ. Trời, nó bay luôn kìa. Rồi, qua đây. Qua làm sao mà được? Nổ rồi. Nè, qua cái nổ liền. Rồi, qua đây. Trời, nó sợ rồi, cay nó sợ rồi. Nè, nè, nè. Ủa gì vậy cay? Trời ơi, nó mang cánh luôn. Đây, giờ còn con sói nè mọi người. Đó rồi, giờ muốn sao cơm, giờ muốn sao. Thôi, nó rén, nó đóng cửa lại luôn rồi sao. Trời, à? Qua đây không? Đấy. Thôi, ủa nó sợ mọi người, nó không dám qua. À, đó. Để cái đẩy nó ra, để cái đẩy nó ra. Cay, kẹ nó. Đấy, rồi sao cưng, đây là con sói siêu bự của chị đó cưng. Rồi muốn sao. Đấy. Ủa sao? Mà sao nó chào con sói của Sim giờ cay? Ủa gì kỳ vậy? Ê, như nó đang nói chuyện được với con sói thì sao ba? Ủa gì kì, nó quái vật mà, tối gì đó. Ủa tụi nó cũng... Ly Sim ơi, hình như là tụi nó là đều là động vật nên tụi nó nói chuyện được với nhau á. Trời gì đó. Ủa cay, qua đi nấp. Ê, tụi. Bay lên nha. Con sói đang cay Sim ơi. Giống gì vậy? Cay, qua đây trốn. Kệ nó. Ôi, rồi các bạn ơi, bây giờ mình check coi cái con mèo ấy làm gì nè, để coi. Trời ơi, nó dụ dỗ con sói đánh cay luôn ghê đi. Trời ơi, cay nó đang nói chuyện, cay ơi, chuyện cái gì vậy? Alo mèo, cái là mèo mà. Trời ơi, rồi sói ơi, cắn giúp chị cái cưng. Ui. Lúc này kìa gì ơi, vô đây. Ôi, vô đây. Rồi. Trời, không dám vô, trời sợ. Vô đây nè. Chết rồi chưa? Mèo đâu rồi? Ủa con mèo đâu? Nó biến mất được. Hình như là nó bay màu luôn hay sao rồi. Ủa? Nó bay màu rồi. Đâu rồi, con mèo đâu rồi? Á, à, con mèo này. Trời ơi, nó nằm rồi cay. Trời ơi. Rồi đáng đời chương. Ê. Trời ơi, các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã tiêu diệt xong rồi, con mèo Token Angel ấy mọi người. Đó, con mèo nằm nó ngủ luôn mọi người. Đấy. Yeah, và bây giờ mình với Kai đã thành công nhốt con mèo Angel trong cái nhà an toàn của mình rồi. Đấy. Thì các bạn thấy như thế nào, các bạn cùng làm comment được video cho mình biết nha. Trời ơi, nó lắc đầu nó cũng ơi mọi người. Đấy. Ok các bạn, chắc video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cùng làm comment được video để xem biết nha. Các bạn thấy cái bệnh của mình như thế nào với cụ Kai nữa. Đừng quên bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ, bye bye. Trời ơi, nó bay mà.
màu rồi cay ơi. Trời ơi trời. Bye bye. Ủa? Mọi người nha. Cầm súng ra mà nó bay màu rồi. Bye. Simmy Baby Box có nhiều món đồ siêu độc từ mèo Simmy, giảm ngay 30% và tặng kèm móc khóa, chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Truy cập ngay shophero.vn, hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết.